Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Tới Mắt. Hiện tại thì Quỳnh đang có mặt tại cửa hàng Minh Tuấn Mobile. Và các bạn cũng biết rồi đó, chiếc iPhone 8 Plus phiên bản màu đỏ đặc biệt đã có mặt tại Việt Nam. Và Quỳnh cũng đã có mở hộp cho các bạn rồi. Và ngày hôm nay thì ngồi cạnh Quỳnh là một nhân vật hết sức đặc biệt, đó là anh diễn viên Huy Khánh. Và trên tay ảnh cũng đang là chiếc hộp của iPhone 8 Plus phiên bản màu đỏ. Và chúng ta hãy cùng đến với video này để xem thử là anh Huy Khánh nghĩ gì, cảm nhận như thế nào về chiếc điện thoại này nhé. Chào anh Huy Khánh. Chào em. Dạ, nãy giờ thì tại vì anh Huy Khánh đã đóng hộp thôi, nhưng mà thật ra là anh đã mở ra rồi đấy chiếc điện thoại và cầm trên tay cũng khá là lâu rồi đó các bạn. Và nãy giờ thì khi mà đã cầm chiếc điện thoại này trên tay thì anh có cảm nhận gì về chiếc điện thoại iPhone 8 Plus này ha? Cảm nhận nhiều thứ lắm. Bây giờ tâm trạng đang rất là rối bời. Đang suy nghĩ có nên bán iPhone X để quay ngược về 8 để quay ngược về 8 Plus Red hay không? Thật sự thì khi mà Huy Khánh cầm vô cái điện thoại 8 Plus Red này thì cảm nhận đầu tiên của mình là nó rất là mát tay và nó không có bị trơn như những cái dòng sản phẩm cũ khi mà nó không có cái kiến cường lực ở phía đằng sau. Và đặc biệt cái màu đỏ của mình nó sẽ sáng bóng hơn rất là nhiều. Và thí dụ nó có lỡ mờ thì mình chùi nhẹ xíu nó cũng sáng lên. Nãy giờ nghiên cứu kỹ lắm rồi. Và đặc biệt một cái nữa Huy Khánh thấy là nó đẹp và nó mạnh mẽ hơn những cái Plus cũ, là cái mặt màn hình phía đằng trước á nó là đen, nhìn nó sẽ rất là mạnh mẽ. Cũng như những người thường nói lúc trước phải chi là nó có đen chứ đừng có trắng thì nó sẽ đẹp hơn, thì bây giờ những cái mọi người mong muốn nó trở thành hiện thực rồi. Dạ đúng rồi, thì anh Huy Khánh cũng đã có nhắc tới cái phiên bản trước đó, phiên bản màu đỏ trước đó. Đây, đó chính là chiếc điện thoại đây, mình cũng đã có chuẩn bị rồi. Và anh ơi, bây giờ anh nhìn hai chiếc điện thoại này, một là phiên bản màu đỏ là iPhone 7 Plus và một là iPhone 8 Plus, thì anh cầm hai chiếc điện thoại và anh thấy sự khác nhau của nó như thế nào và anh cảm thấy như thế nào? Thật ra trọng lượng của nó sẽ cũng không nặng hơn nhau nhiều đâu, nhưng mà cầm cái 8 Plus Press này thì mình cảm thấy nó chắc tay hơn, nó cái trọng lượng nó tốt hơn. Thì về nếu mà nam xài thì cái màu đen ở phía trước nó sẽ rất là mạnh mẽ đối với mình. Và đối với những ai mà hợp màu đỏ thì Huy Khánh nghĩ rằng không phải chần chờ gì nữa, cứ mạnh dạn mua cái này đi, nó sẽ rất là đẹp. Còn Huy Khánh thì từ đây chắc cũng có lẽ là nên tìm thêm cái màu đỏ nữa cho nó phù hợp, bởi vì hôm nay vô tình thôi tới đây để thay cái miếng dán cường lực, bởi vì mình làm rớt nó bể. Tới đây tự nhiên mặc cái áo màu đỏ là vô tình được cầm cái điện thoại 8 Plus, một trong những cái đầu tiên có mặt ở Việt Nam, thì cũng cảm thấy rất là thích. Và thật sự đúng là vô tình luôn các bạn. Thật ra là cái áo mà Quỳnh đang mặc là cố tình. Cố tình, nè, đúng cố tình. Là vô tình thôi. Cái áo của Quỳnh mặc thì là cố tình, bởi vì Quỳnh biết á, là hôm nay ở cửa hàng Minh Tuấn Mobile sẽ xuất hiện chiếc iPhone 8 Plus phiên bản màu đỏ. Không biết là các bạn có nhớ hay không, nhưng mà ngày trước á, khi mà Tết Mắt làm những cái video về iPhone 10 thì cửa hàng Minh Tuấn Mobile này cũng là cái đơn vị tài trợ và cung cấp cho Tết Mắt cái chiếc điện thoại iPhone 10. Và anh Huy Khánh biết không, và cửa hàng Minh Tuấn Mobile lúc đó cũng là cái cửa hàng đầu tiên nhập iPhone 10 về luôn. Điện thoại đó bán đầu tiên là với giá là 68 triệu, đúng không? Hình như anh cũng có mua, đúng không? Anh mua sau đó chứ anh không có 68 triệu nên mua lúc đó. Còn bây giờ thì anh nghĩ là anh bán cái X để anh qua cái này thì anh bù thêm chút xíu, bởi vì cái X của anh bây giờ hiện tại theo như Huy Khánh nghĩ thì cái giá nó gần như là thấp hơn cái giá hiện tại của cái này. Nhưng mà đối với một số người khi mà đã xài, cá nhân Huy Khánh lúc mà xài X được một ngày hai ngày thôi, Huy Khánh đã muốn bán cái X đó đi để sử dụng cái màn hình bự hơn, đó là Plus. Bởi vì thật ra cái X nó, cái màn hình nó vẫn nhỏ hơn những cái Plus thôi. Và bây giờ cái này ra thì Huy Khánh đã bắt đầu có sự suy nghĩ trong đầu của mình. Mà riêng bản thân em á nha, thì em thấy là cái màu đen với lại màu đỏ này nó kết hợp với nhau, nhìn nó hài hòa, với lại nhìn nó thích mắt hơn là màu trắng với màu đỏ. Anh có thấy như vậy không? Thấy thật sự là Huy Khánh hợp màu đen hơn, cho nên nếu cầm cái này vô khi mà màn hình nó không có sáng đèn á thì mình sẽ thấy nó đang một mặt phẳng màu đen hết. Còn cái này hơn, nó không sáng đèn thì mình thấy nó bị rối bởi hai ba màu khác, cho nên nó không đẹp bằng. Mà cái màu đỏ của hai cái phiên bản này nó cũng khác nhau nữa. Đúng, chính xác là như vậy. Màu đỏ này thật ra gần như là như nhau, tại vì nhờ cái mặt gương cường lực phía sau nó bóng lên cho nên mình sẽ thấy cái màu nó khác đi. Nhìn nó có vẻ như là nó lung linh, nó sang trọng hơn, đúng không? Bây giờ mình không có so sánh chiếc iPhone 8 Plus Red này với lại chiếc iPhone 7 Plus Red nữa, mà bây giờ em muốn anh thử so sánh cái phiên bản màu đỏ đặc biệt này với những cái phiên bản màu bình thường khác, ví dụ màu đen hay là màu bạc, màu gold chẳng hạn, thì anh cảm thấy sự khác nhau giữa những cái màu sắc như thế nào và anh thích màu nào nhất?
Khi mà iPhone có ra cái dòng phiên bản là màu đỏ thì anh thấy có rất là nhiều bạn tìm mua iPhone màu đỏ bởi vì có rất nhiều người hợp màu đỏ. Nhưng mà khi họ ốp cái ốp lưng màu đỏ vô thì điện thoại sẽ bị dày hơn hoặc là sẽ bị xấu đi cái kết cấu mà iPhone đã thiết kế. Chính vì vậy mà khi mà ra cái màu đỏ thì rất là nhiều người thích bởi vì nhiều người hợp màu đỏ và họ cũng có quan niệm là màu đỏ là màu may mắn. Đúng rồi, đặc biệt là người phương Đông tụi mình nữa thì quan niệm màu đỏ là màu may mắn. Thật sự cái này là nghĩ thật sự chứ không có nói xạo, là có ý định sẽ mua cái này để cho nó bự hơn bởi vì mình cũng hay xem mail, xem kịch bản trên cái màn hình này thì nó sẽ bự, nó sẽ thoáng hơn cái X, mặc dù nó nhỏ gọn nhưng mà cái màn hình nó không to bằng. Sự riêng bản thân em thì em cũng cực kỳ thích cái chiếc iPhone 8 Plus phiên bản màu đỏ này luôn. Bởi vì em cũng rất là thích màu đỏ, nhưng mà đối với cái phiên bản 7 á, thì ở ngoài mặt trước nó là màu trắng, còn cái này màu đen á, thì em thích nhìn cực kỳ thích. Đúng rồi, em rất là thích. Anh thấy mặt tướng của bài tập. Cảm ơn anh Khánh rất là nhiều. Và các bạn ơi, đó là những cái suy nghĩ của Như Quỳnh cũng như là những cái suy nghĩ của vị khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay, đó là anh Huy Khánh, về chiếc điện thoại iPhone 8 Plus phiên bản màu đỏ này đây. Và anh Khánh cũng đã tặng cho Quỳnh rồi. Còn các bạn khán giả của Tới Mắt thì sao? Các bạn nghĩ như thế nào về chiếc điện thoại này? Thì hãy để lại comment chúng mình cùng thảo luận nhiều hơn nhé. Còn bây giờ thì Như Quỳnh và anh Huy Khánh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của Tới Mắt. Bye bye.